Dạ vâng, em Hòa xin mến chào quý anh chị cùng quý nhà đầu tư. Và hôm nay em Hòa tiếp tục đi quay và giới thiệu cho quý anh chị chúng ta được một lô đất có tổng diện tích là 9.600 m² nha quý anh chị. Có địa chỉ tại huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai. Đó quý anh chị, chúng ta chỉ cần di chuyển được khoảng 300 m cái đường đất như thế này là ra đến đường bê tông rồi nha quý anh chị. Đó, và lô đất của chúng ta là ôm hai mặt đường nha quý anh chị, hai mặt đường như thế này. Đó, đường ô tô gầm thấp gầm cao là vào được tận nơi nha quý anh chị. Thế đất là cao hơn đường rất là đẹp. Ở trên đất gia chủ đã trồng toàn bộ là cây sa chi và có khoảng 100 trụ tiêu là còn đang cho thu. 1.900 ở cái trụ tiêu gỗ này quý anh chị này. Đó, cái trụ này bây giờ rất là giá trị luôn nha quý anh chị. Và trên đất là có giếng khoan nha quý anh chị, giếng khoan và đường điện ba pha. Thế đất thì cũng khá là bằng phẳng. Ngay trên khúc này là dân cư ở sinh sống rất là đông đúc nha quý anh chị. Và ra đến quốc lộ 14A là chỉ có 2 km thôi là ra đến tất cả mọi tiện ích rồi. Về đến trung tâm của thị trấn Nhơn Hòa là khoảng 5 km thôi nha quý anh chị. Đó, và đây là đường dẫn vào này, dẫn vào lô đất của mình này. Thế đất cao, ở đây nhìn rất là sáng luôn nha quý anh chị. Đây là trụ tiêu này. Đấy, đây là toàn bộ trụ tiêu gỗ này quý anh chị này. Đấy, quý anh chị chúng ta mua về là chúng ta được sở hữu 1.900 cái trụ tiêu gỗ như thế này nha quý anh chị. Đó. Trên này là có giếng khoan, giếng khoan và điện ba pha, đường ống chôn bài bản hết rồi nha quý anh chị. Đấy, đây là cây sa chi này. Cây này quý anh chị chúng ta có kỹ thuật chúng ta làm thì hiện tại giá là tầm 3 đến 40.000 một kg nha quý anh chị. Ở đây chúng ta sẽ có giếng khoan này. Giếng khoan đoạn nào anh? Đó, giếng khoan đâu? Đây à? Ở đây là giếng khoan này. Ở đây là sẽ có giếng khoan nha quý anh chị. Ở đây là đường điện ba pha. Ống chôn là bài bản hết rồi nha quý anh chị. Và đây là trái sa chi nha quý anh chị, là đang cho thu này. Đó, đây là trái sa chi này. Và ở đây là chất đất nha quý anh chị, chất đất là đất đen. Loại đất này thì rất là tốt luôn nha quý anh chị. Đó, chất đất đen. Đây quý anh chị chúng ta mua về, chúng ta có thể trồng cà phê, trồng sầu riêng. Chất đất này thì rất là hợp nha quý anh chị và rất là tốt. Còn không thì quý anh chị có kỹ thuật làm trồng cây sa chi thì quý anh chị chúng ta mua về là chúng ta được thu hoạch những cái trái sa chi như thế này. Trái này dùng để làm tinh dầu nha quý anh chị, làm dầu hoặc là làm hạt, chúng ta giống như hạt điều đúng không chị, hạt điều, hạt bắp cải. Đó, chúng ta có thể rang lên chúng ta ăn được các quý anh chị. Đó, và em sẽ tiếp tục em di chuyển xuống đoạn bên dưới, bên đằng góc cuối đất nha quý anh chị, là có tiêu và 100 trụ tiêu cũng rất là sai và đang cho thu nha quý anh chị. Và với mức giá bán mà gia chủ đang mong muốn cho toàn bộ sản phẩm lô đất này, với một vị trí rất là đẹp, đường xá đi lại thì cũng rất là thuận tiện nha quý anh chị. Với mức giá bán mà gia chủ đang mong muốn là 800 triệu nguyên lô nha quý anh chị. Bao sang tên cho quý anh chị chúng ta luôn. Và đây là cuối danh đất của mình nha quý anh chị. Đấy, giáp danh với lại cái vườn ngô này. Đấy, đường là bọc xung quanh lô đất của mình nhá. Đường ô tô gầm thấp gầm cao là vào vô tư luôn. Và đoạn cuối lô đất của mình thì có tiêu này. Đó, có khoảng 100 trụ tiêu rồi còn cho thu đây quý anh chị nhá. Đoạn này thì thế đất cũng rất là bằng phẳng, tiêu cũng rất là sai này quý chị này. Đó, ở trên này thì hơi triển, đoạn dưới này là bằng này. Đó, ranh giới là rõ ràng như thế này nha quý chị nhé. Đó, đây tiêu khoảng 100 trụ tiêu là đang còn cho thu nha quý anh chị. Đấy, từ bên này, bên này, cả trên này nữa nha quý anh chị. Tiêu rất là sai này. Ở trên này thì thế đất thì hơi triền. Đây đường ống này, đường ống chôn bài bản như thế này nhé quý anh chị. Đó, đây là đường ống.
Và quý anh chị có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em nhé. Em sẽ dẫn quý anh chị đến tận nơi và gặp trực tiếp gia chủ luôn. Sổ sách là đầy đủ, sổ là sổ hồng nhé, sổ tại nhà luôn, công chứng ngay. Quý anh chị có nhu cầu quan tâm thì liên hệ số điện thoại em đã để trên phần màn hình nhé. Em sẽ tư vấn cho quý anh chị chúng ta kỹ hơn và gửi đầy đủ thông tin để quý anh chị chúng ta cùng tham khảo. Và em xin kết thúc video của mình tại đây nhé.